Thưa quý vị, sau thành công của vai Lunat trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải tiếp tục tạo ấn tượng với khán giả khi hóa thân thành một chiến sĩ biên phòng dành cả cuộc đời nơi biên giới trong cuộc chiến không giới tuyến. Ngay sau khi vừa hoàn thành xong một cảnh quay chạy bở hơi tai từ trên đỉnh núi xuống, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải hào hứng chia sẻ câu chuyện làm phim với nhiều tình huống bất ngờ, thú vị, song cũng có cả những hiểm nguy. Hoàng Hải xin chào quý vị khán giả VTV. Rất vui là lại được gặp khán giả. Làm thế nào để nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải biến hóa từ một lưu nát thành một chiến sĩ biên phòng nhanh đến thế? Tôi cũng không nhớ ông lưu nát là ông nào ấy. Bởi vì bây giờ tôi lại trở thành một nhân vật khác rồi. Và hàng ngày là tôi lại sống trong cái tâm trạng của một phó trưởng đồn. Một người phải có rất nhiều những cái trách nhiệm với lại lính, với lại những cái trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao. Thế là đâm ra nó có những cái mà rất lo lắng về mọi thứ. Còn sự vất vả thì quả thật là phim nào cũng vậy. Và nhân vật nào cũng vậy. Mỗi nhân vật có một sự vất vả riêng. Nhưng nó lại có những cái sự thú vị riêng. Thực hiện bộ phim này khó khăn nhất với anh và ekip là gì? Ví dụ như các anh đi tuần tra, tuần biên thôi. Thì để đi đến được cái cột mốc đấy cũng phải mấy cây số đường rừng. Và cứ leo dốc ngược lên. Thể hiện lại tất cả những cái sự đấy mà mình đã thấy rất là mệt rồi, vất vả. Chưa nắng lên đến đỉnh cao đấy thì bắt đầu nó nóng khủng khiếp. Gió lào nó rất là nóng. Đấy rồi mưa thì là nó bùn lầy. Mà trời nắng nóng ấy thì nó lại có một cái nắng nóng oi bức của gió lào. Thế đâm ra nó, phim này quả thật là nó lại vất vả về ngoại cảnh, về mọi thứ. Đề tài nó có đến ma túy cho nên nó có những cái rất là nguy hiểm. Nhất cái phải chạy trượt nhảy. Nếu mà không tập đi tập lại thì chỉ cần anh trượt chân một cái là nhiều khi va đầu vào những cái hòn đá rất lớn ở dưới suối. Chuẩn chỉ tất cả những cái đấy. Còn nếu để nhỡ nó xảy ra, thứ nhất là ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn, thứ hai là sẽ rất là nguy hiểm cho chính bản thân mình. Không chỉ vất vả, còn cả những nguy hiểm rình rập, đúng không anh Hoàng Hải? Có những cảnh quay thật sự là nguy hiểm. Nó có những cái ví dụ phải đặt thuốc nổ rồi bắn súng rồi lăn lê bò toài rồi ngay cả những con chó nghiệp vụ. Nên là nó được lệnh là nó sẽ phi đến nó cắn thôi. Thì tất cả những cái đấy là phải rất là kỹ lưỡng, phải tập trước rồi phải chuẩn bị trước. Có khi chuẩn bị trước vài ngày để mà làm quen rồi tất cả mọi thứ. Thì để cái cảnh nó đúng như mong đợi của đoàn làm phim cũng như là cái hiệu quả lên phim để khán giả xem hấp dẫn và thú vị. Để vào vai người lính biên phòng trong phim, làm thế nào để anh thấu hiểu tâm tư người lính, hiểu công việc hàng ngày của họ? Tất cả những cái lần mà Hoàng Hải lên đây là gặp anh em, đã ngồi với anh em tâm sự nói chuyện với rất 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 nhiều thứ để mà mình hiểu hơn nữa, và mình phải thấu hiểu thì mình mới thể hiện cái điều đấy ra với khán giả được. Đấy, thì Hoàng Hải luôn luôn là thế. Tất cả những nhân vật nó đều có cuộc sống riêng, cho nên Hoàng Hải tìm hiểu thật kỹ về cái cuộc đời, cuộc sống xảy ra, sự trăn trở, suy nghĩ. Thế thì đến khi mà thể hiện những nhân vật đấy thì Hoàng Hải phải vào đúng cái tâm trạng suy nghĩ như thế. Đấy, rồi ngoài ra thì còn là tạo hình, rồi còn rất nhiều thứ để bù vào. Thì cái nhân vật đấy mới đưa đến khán giả một cái nhân vật nó chân thực nhất. Hôm nay cho cán bộ chiến sĩ chúng tôi xin bữa cơm nhá. Anh có thấy thú vị khi được quay ở vùng biên có khung cảnh tuyệt đẹp như vậy không? Lên các bản làng hoang sơ đẹp cực kỳ. Tức là trong người tự nhiên cảm thấy nó rất là thoải mái, rất là phơi phới, rất là mình với trời đất, rất là sung sướng nhá. Nhưng mà là đi làm phim cho nên cái đấy nó chắc là nó còn một nửa hay 1/3 thôi. Bởi vì mình phải tập trung vào công việc. Đấy, ở đầu kia Hoàng Hải vừa mới quay xong ở dưới cái gốc cây hoa gạo đấy. Một cái hoa gạo trơ trọi đẹp cực kỳ luôn. Ra chỗ đấy nhìn xuống phía dưới một thung lũng sâu và xanh. Mình ngồi đấy mình ngắm mà trong người nó rất là thoải mái, rất là đẹp. Thật là đẹp. Hết nước chấm.
Động lực nào giúp anh và ekip vượt qua mọi gian nan, thử thách và cả những nguy hiểm trong hành trình làm phim? Và điều gì đọng lại trong anh? Lên đây đã là ấn tượng rồi. Tất cả những cảnh quay nó đều vất vả. Ví dụ như một cảnh quay là đi tìm một đứa bé. Và đấy, Hoàng Hải phải chạy. Chạy cứ hết chỗ này đến chỗ khác. Tức là mồ hôi một kề nó vã ra. Đấy, nó rất nhiều những cái cảnh mà nó ấn tượng với mình. Và mình rất là nhớ. Chắc là sau phim này Hoàng Hải rất nhớ cái mảnh đất này. Tất cả anh em trong đoàn cũng có nói với nhau, rồi động viên vỗ về nhau. Tuy vất vả nhưng mà chúng ta sẽ có những cái hình ảnh vô cùng đẹp và vô cùng chân thực ở cái đời sống của những người lính biên phòng, của những bản vùng cao để gửi đến khán giả.